Mới đây, Đoàn Thanh niên phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh qua nắm thông tin trên địa bàn phường có hai hộ nông dân tại khu phố Ninh Nghĩa trồng bắp với diện tích 2,5 hectare đã đến ngày thu hoạch, nhưng do tình hình dịch bệnh, thương lái không đến thu mua nên không tiêu thụ được sản phẩm. Trước hoàn cảnh đó, đoàn phường tiến hành hỗ trợ tiêu thụ số bắp của hai hộ nông dân này bằng cách vận động các mạnh thường quân, tiểu thương giúp đỡ và tổ chức bán hàng online, giao nhận hàng tận nơi cho khách hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, đoàn phường đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ cán bộ, công chức phường, cũng như mạnh thường quân, tiểu thương gần xa mua bắp ủng hộ cho hai hộ nông dân này. Và để giao bắp kịp thời cho khách hàng, đoàn phường đã huy động lực lượng đoàn viên đến tận vườn thu hoạch giúp nông dân, lựa chọn, phân loại trái bắp đảm bảo chất lượng để giao cho khách hàng. Và qua dịch bệnh Covid-19, thì hiện tại nông dân trên phường Ninh Thạnh là có 2,5 hectare đã đang là trồng bắp. Nhưng mà do dịch bệnh thì không có tiêu thụ được. Thì từ thấy cái nhu cầu bức thiết của nông dân thì đoàn phường Ninh Thạnh đã tham mưu cho đảng ủy để vận động các mạnh thường quân cũng như là tất cả các bà con tiểu thương để mua lại cái số lượng bắp của nông dân trên địa bàn. Với tổng cộng hiện tại đoàn phường đã hỗ trợ và giúp đỡ được gần 10 tấn bắp, và với tổng số tiền hiện tại mà đoàn phường đã thực hiện được là 35 triệu đồng. Nói chung là qua cái phần hỗ trợ cho bà con thì thấy bà con rất là vui, và qua cái đó giúp đỡ được phần nào bà con đã khó khăn trong cái đợt dịch. Do dịch bệnh Covid vừa qua, gia đình tôi có trồng được nữa mẫu bắp mà mua bán không được, thương lái không có đến mua. Nhờ phường Ninh Thạnh hỗ trợ và bán giùm cho tôi rất cảm ơn, và được sự nhiệt tình đó, gia đình tôi bước qua cảnh khó khăn này, rất là cảm ơn phường Ninh Thạnh và đoàn thanh niên của phường. Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực của đoàn viên thanh niên phường Ninh Thạnh trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên đã kịp thời hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn với người dân trong việc tiêu thụ nông sản do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.